dân ca, giận mà thương sao mà ra diệt thế. Ôi câu ca nặng tình nặng nghĩa, có lúc nào em giận anh không? Lúc ấy thì uống rượu uống bia vào rồi thì gọi là say rượu rồi, nhưng mà nụ hôn trong tình say, tình trạng say rượu đấy ạ. Tức là em mượn rượu để mà em hôn vợ em lần đầu tiên đúng không? Vâng. Tại đấy em chưa có kinh nghiệm gì thì máu quá là cứ thả phanh luôn ạ. Mà không nghiên cứu gì, có nghiên cứu không? Em không tìm hiểu gì cả. Không tìm hiểu. Nhưng mà hai đứa đều là tinh khôi với nhau lần đầu tiên đúng không? Dạ. Thì lúc đó cái cảm giác của em đó. Cảm giác em lúc đầu lúc đấy thì khá là run run, đập tim thì cứ thập thình thịch. Nhà mình có khỏe mạnh không? Trong này thôi mà vẫn bình thường ạ. Bình thường đó. Mà một tuần hạch sách em bao nhiêu lần? Thì hôm nào không mà không mệt hay là trời không mà không đi làm thì thì tuần cũng 2-3 lần ạ. Thế thì ông máu quá rồi ông Thịnh ơi. Em ngồi đây. Vô nha. Xin chào, xin chào. Mời hai em giới thiệu về mình ạ. Vâng, em xin chào chị Hồng Vân và xin chào anh Quốc Thuận ạ. Và em xin chào tất cả các vị khán giả. Em Quảng Văn Thịnh, em quê ở Điện Biên. Năm nay thành bao nhiêu? Dạ, năm nay em 26 tuổi ạ. 26 tuổi công à? Việc, công việc dạ, của em? Công việc em là buôn bán ạ. Nhưng mà bây giờ là em ở Điện Biên hay là ở đâu? Dạ, em hai vợ chồng hiện đang trọ ở Hà Nội anh ạ. Hà Nội đúng không? Dạ vâng. Mời em. Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân và chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Hậu, năm nay em 27 tuổi ạ. Em ở Hưng Yên ạ. Công việc hiện tại của em là nội trợ ở nhà. Có em bé chưa? Em có em bé rồi ạ. Wow. Dạ, ở nhà nuôi con. Em bé được mấy? Dạ, cháu được 2 tuổi rưỡi rồi ạ. 2 tuổi rưỡi? Chúc mừng. Hiện giờ tụi em vẫn đang ở Hà Nội đúng không? Dạ. Là tụi em vào đây để tham gia chương trình này. Dạ. Tụi em vào lúc nào? Em vào từ hôm qua, em đi bằng máy bay ạ. Máy bay. Em cũng cảm ơn nhà tài trợ du lịch Bến Thành ạ. Vâng, thì đã tạo điều kiện cho hai vợ chồng em một chuyến bay vào Sài Gòn ạ. Vậy đó hả? Có nghĩa là Bến Thành Tourist đã tài trợ cho hai vợ chồng em và con gái. Dạ. Vào với chương trình Vợ Chồng Son. Trời ơi, thiệt là quý hóa. Quá luôn. Quá tuyệt vời. Thay mặt chương trình, chúng tôi xin cảm ơn Bến Thành Tourist đã đồng hành cùng với chương trình và đưa hai vị khách mời đặc biệt đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son của chúng tôi. Cảm ơn. Chân thành cảm ơn. Vậy tình yêu của các em bắt đầu từ đâu? Bọn em tình cờ quen nhau ở đoàn văn nghệ hát ạ. Thế hôm đó thì em song ca, hợp ca hay đơn ca? Em đơn ca ạ. Đơn ca? Và chồng cũng hát đơn ca hả? Dạ vâng, em hát đơn ca. Đâu em hát bây giờ bài... mời Thịnh hát một ca khúc để mà tặng quý khán giả. Thì em xin gửi tới anh chị và các vị khán giả một bài hát giận mà thương ạ. Anh xa em nghe câu dân ca, giận mà thương sao mà ra diệt thế. Ôi câu ca nặng tình nặng nghĩa, có lúc nào em giận anh không? Chỉ có lúc nào em giận anh không? Để thương suốt cả ngày em giận, khi xa nhau đến ngàn vạn dặm, giận chẳng còn mà thương rộng dài thêm. Hay quá. Bây giờ thì chúng ta quay trở lại với cái mối tình của các bạn lần đầu tiên. Thì gặp nhau trong đêm đó, thì lần đầu tiên em ấn tượng ở người bạn gái này là như thế nào? Thì nhà em thì hơn em 1 tuổi ạ. Vâng, thì em vẫn gọi nhà em thì cũng bằng chị. Sang đoàn chơi thì cũng chưa có ý định chủ động tán tỉnh gì đâu ạ. Có xin số điện thoại hay là có xin địa chỉ như thế nào để liên lạc không? Có xin số điện thoại và hay nhắn tin hỏi thăm em ạ. Nhắn tin, ví dụ nhắn tin sao? Chị ăn cơm chưa? Chị đang làm gì đấy ạ? Vẫn là chị em. Khi mà Thịnh ngỏ lời với em là sau cái hôm đó là bao nhiêu lâu? Cũng khoảng được một tháng ạ. Vâng. Em thì cũng vẫn làm anh hơn. Thì nhà em thì cứng đầu ấy ạ. Không thì hiểu luôn đúng không? Không chịu luôn ạ. Đến bao lâu thì tình cảm các em mới bắt đầu nảy nở? Thì một thời gian lâu thì em thấy chồng em tính có vẻ hiền lành, thật thà. Mới đầu thì em đi làm ở trong Đắk Lắk, thì em có nói chuyện với chồng em là vào trong đấy làm, nếu mà thực sự yêu thương nhau ấy ạ, thì là đi theo em. Nên là chồng em cũng đi theo luôn ạ. Là hai vợ chồng vào Đắk Lắk. Rồi tình yêu như vậy là nảy sinh từ Đắk Lắk. Vâng. Đúng không? Lúc ở Đắk Lắk cái ngày đầu tiên mà coi như là chính thức là không còn chị em mà bắt đầu yêu đương thực sự ạ, thì sao nào? Vào trong đấy rồi thì tình cảm giữa hai vợ chồng thì càng đi lên ạ. Càng đi lên. Là... đúng không? Cái lần đầu tiên nắm tay vợ em đó là như thế nào? Là lần đầu tiên nắm tay vợ em là lúc đấy cũng đi trên cái xe ô tô thì cứ cầm tay nhau. Lần đầu tiên em còn được cầm tay chặt luôn ạ. Và lúc đấy thì mồ hôi cứ toát ra, xong rồi người cứ run run. Là hôm đó là chỉ nắm tay thôi. Dạ. Không có một cái gì khác hơn nữa. Không. Vậy bao giờ thì hôn? Ai là người chủ động hôn? Nghe em chủ động trước ạ. Sao hôm đó kể nghe coi. Dạ. Chị... có cái buổi
lễ liên hoan ấy ạ, thì các bạn bè trong đoàn ấy thì tổ chức nhau liên hoan xong rồi cùng nhau uống ít rượu ít bia. Lúc ấy thì uống rượu uống bia vào rồi thì gọi là say rượu rồi, nhưng mà nụ hôn trong tình trạng say rượu đấy ạ. Tức là em mượn rượu để mà em hôn vợ em lần đầu tiên đúng không? Vâng. Lúc đó vợ em có phản ứng không? Và lúc em hôn vợ em thì không có phản ứng gì ạ. Thì cũng hồi hộp mà cũng tại vì cũng thích lại rồi nên là cũng đồng ý luôn ạ. Tức là lúc đó được một năm rồi đúng không? Dạ vâng. Gần một năm rồi mới hôn. Dạ, đúng một không? Năm. Ừ. Đấy thì em quay trở lại Hà Nội thì hai vợ chồng đi làm lại chung với nhau ạ. Là ở chung với nhau? Vâng. Ừ. Nhưng mà giấu bố mẹ hả? Vâng, giấu bố mẹ đẻ em ạ. Rồi, ở chung nhà thì cái gì đến nó cũng phải đến, đúng không? Vâng. Trước đó là tụi em có tìm hiểu là những cái điều cần thiết khi mà mình phòng tránh về tất cả mọi thứ nếu như mà mình có cái vấn đề gần gũi nhau không? Thật đấy em chưa có kinh nghiệm gì thì máu quá là cứ thả phanh luôn ạ. Mà không nghiên cứu gì, có nghiên cứu không? Thật em không tìm hiểu gì không cả. Tìm hiểu thì... nhưng mà hai đứa đều là tinh khôi với nhau lần đầu tiên đúng không? Dạ. Thì lúc đó cái cảm giác của em sao? Đó. Cảm giác em lúc đấy thì khá là run, đập tim thì cứ thập tỉ tỉ. Thế thì là có em bé trước khi đám cưới đúng không? Vâng, nên ăn cơm chất kém. Tại vì hôm sau em mua que thử thai về là sáng hôm đấy thử là hai vạch em sợ quá. Sợ quá lúc đó là cái khi mà em biết tin vợ có thai thì cái cảm giác của em sao? Dạ cảm giác em lúc đấy thì cũng lo ạ và cũng sợ ạ. Hai vợ chồng dẫn nhau đến bác sĩ khám ạ. Lúc đấy thì em bé được 7 tuần. Úi dồi ôi, 7 tuần rồi. Bác sĩ có khuyên em cái gì không? Thì bác sĩ khuyên em là sợ em như này không biết là em có mang nổi bầu đó, không ạ? Đó, cái đó là cái mà quan trọng á. Thế rồi lúc đó là em có ý nghĩ là em vẫn giữ cái thai đó không? Em thật em chưa dám nói gì với gia đình ạ. Thì là em có chuyện với chồng em thì là ví dụ xác định là hai người mà đến được với nhau hay là yêu thương nhau thật sự thì về nói chuyện với hai bên gia đình và giữ lại con ạ. Nhưng mà anh hỏi nè, khi mà bác sĩ khám cho em á thì bác sĩ có nói về cái vấn đề là em bé là nó sẽ có cái gen di truyền giống như hai vợ chồng? Thì có, thì bác sĩ cũng có nói với em là tại vì em là trùng một gen ạ. Thì bác sĩ nói là sợ con là cùng gen bố mẹ. Thì lúc đấy em cũng sốc lắm ạ. Thì nghĩ thương con thì cũng không muốn con là sau này giống bố mẹ và chịu hoàn cảnh như mình ạ. Nhưng mà tôi thì trời cho mình thì mình nhận. Thì con đến với mình là một món quà vô giá. Thì đấy thì em cũng chấp nhận và giữ cháu lại ạ. Khi mà em đi sanh nở thì là em sanh thường hay là sanh mổ? Em sinh mổ ạ. Sanh mổ? Vâng ạ. Mà khi mà em có thai là em không hề bị ốm ngén, em không gì hết đúng không? Vâng ạ. Và cái bụng nó sẽ lớn dần để mà cơ thể em tương thích từ từ đúng không? Đúng rồi ạ. Đến ngày sinh cũng rất bình thường. Vâng, đến ngày sinh sáng đi khám chiều mổ luôn ạ. Ồ vậy hả? Chị hỏi nè, em bé bú sữa mẹ hay là bú sữa ngoài? Em uống cả hai ạ. Tại vì lúc bác sĩ khám ấy ạ, thì nói là thì cháu cũng theo gen bố mẹ ạ. Thì em muốn cho cháu là uống sữa ngoài để cháu phát triển hơn bố mẹ ngày xưa. Như vậy á, thì ngoài sữa ra thì cháu phải cần bổ sung canxi nữa. Rồi là sau này lớn lớn xíu và cho đi học bơi. Anh nghĩ là sẽ có sự cải thiện, có sự cải thiện. Em thì mong muốn vậy thôi ạ. Rồi có định có thêm nữa không? Lại chắc em thôi ạ. Thôi, thôi như vậy thì phải ha, phải search trên mạng để học cái cách mà phòng ngừa nha. Bây giờ chắc chắn là có rồi đúng không? Có rồi. Bây giờ là không biết rồi đúng không? Vâng. Là tay đôi khi về máu quá phải kiềm chế lại. Kiềm chế lại. Ông nhà mình có khỏe mạnh không? Trong này thôi mà vẫn bình thường ạ. Bình thường thế đó. Mà một tuần hạch sách em bao nhiêu lần? Thì hôm nào không mà không mệt hay là trời không mà không đi làm thì thì tuần cũng 2-3 lần ạ. Thế thì ông máu quá rồi ông Thiện ơi. Bây giờ các em là ở với nhau từ lúc cưới cho tới bây giờ là bao lâu rồi? Dạ em được 4 năm rồi ạ. 4 năm, em bé là 2 tuổi rưỡi đúng không? Vâng. Rồi, và Thịnh với Hậu cũng biết chương trình này là đến một cái phần mà rất đặc biệt. Đó là phần nói xấu người kia. Kể lại thật xấu đó. Em có. Có ạ? Thì bây giờ mời Hậu trước đó. À Thịnh này có thật xấu nhiều không? Có ạ, ngày trước yêu nhau thì tình cảm lắm ạ. Nhưng mà từ lúc đấy nhau về rồi khác hẳn đi ạ. Khác hẳn là khác là sao? Nghĩa là ít quan tâm hơn, ngày lễ, ngày gì của phụ nữ là coi như phất lờ đi. Chẳng chúc chẳng gì ạ. Đôi lúc em thấy mọi người trên Facebook đăng ảnh các thứ người yêu hay chồng tặng mà nghĩ chồng mình mà nghĩ tuổi ạ. Tuổi thân đúng 8 tháng 3 vừa rồi có tặng em cái gì không? Dạ không ạ. Thế chết không cứ chị đi. Sao lại thế? Sáng 8 tháng 3 thì em cũng có tặng cho vợ một nụ hôn rồi. Trời ơi. Dạ. Chắc là nhà em không nhớ. Thế còn em có tặng chồng em cái gì không? Em không ạ. Thế mà lại trách người ta. Thì em bực mình quá, thì nghĩ chồng em không tặng thì thôi. Đó. Bây giờ tài chính nhà ai cầm? Em cầm ạ. Ồ hay thế, thì bây giờ chị nói em cầm hết rồi thì nó lấy tiền đâu mà nó mua quà cho em? Nhưng mà cũng chẳng hỏi gì em là mua gì cho vợ, ví dụ hỏi em thì em cũng đưa luôn ạ. Ôi trời ơi. Thế em nghĩ thì nếu mà tài chính vợ cầm rồi thì thôi thì
những cái ngày lấy đấy thì thôi thì cứ để cứ tự mua đúng không? Đấy, người ta cho mình cả cuộc đời rồi. Ý chị hỏi đây là sao? Để cho em mai mốt em không cần buồn những cái việc không đáng buồn nữa, đúng không? Nhưng mà nếu như em là người cầm tiền ngày lễ tình nhân, em nên mua tặng chồng em một cái gì đó để mà chồng em tự giác suy nghĩ. Ngày lễ tình nhân bà tặng mình, ngày lễ bây giờ mình lại không tặng bà cái gì thì nhục quá. Cho nên sẽ tìm mọi cách để tặng cho em. Đấy, em phải chơi chiêu đó cho chị. Rồi bây giờ này còn tật xấu gì nữa không? Dạ, có Từ ngày nấy nhau về đến giờ ở bẩn hơn ạ. Râu ria, xong tóc ta lộn xộn, xong là ăn mặc lộn xộn, xong là đổ lỗi là cho con chăm con. Thế tối ngủ thì đứa nào ôm đứa nào? Tối ngủ thì mỗi người một nơi, ạ, con thì nằm giữa. Nằm giữa. Thế coi như hai vợ chồng ôm con hết chứ không ôm nhau. Nghĩa là tính chồng em không thích ôm ạ. Lúc nào mà làm chuyện ấy thì mới nhảy sang thôi. Mới nhảy sang thôi. Rồi bây giờ tới em đó Hạnh. Cô ấy có tật xấu gì không? Có khá nhiều hơn em ạ. Khá nhiều hơn em. Chết rồi. Tật xấu thì một là hay mua đồ lãng phí ạ. Có một lần làm em kỷ niệm nhớ nhất là cách đây một tháng, hai tháng gì đấy. Thế có một hôm đi làm về, mở cửa ra thì vợ cũng bảo là: chồng ơi, vợ mua đồ cho chồng rồi này. Và cái gì thế? Mở túi ra thì vợ mua hẳn tặng hẳn 12 cái quần xịp luôn ấy. Tức là mua như vậy là mua tốt chứ mua tặng cho chồng 12 cái quần xịp luôn. Dạ vâng. Vâng, thứ nhất là hay lãng phí. Lãng phí cái gì nữa nào? Cái thứ hai thì nhà cửa thì lắm lúc thì cũng lúng túng, cũng bừa bộn đấy ạ. Lắm lúc thì hai vợ chồng thì cứ vì những cái chuyện dọn dẹp nhà cửa thôi mà lắm ra cũng gây cãi nhau. Ở nhà ai là người chăm con kỹ lưỡng? Được cái thì bé cháu nhà em thì được theo bố nhiều hơn. Thế là việc chăm con thì em chăm nhiều hơn ạ. Vâng. Rồi bây giờ thì em mong muốn ở hậu thay đổi điều gì hả Thịnh? Vâng, thì mong muốn của em, muốn vợ em thay đổi thì không hoang phí những cái mua đồ các thứ, thì cũng tùy cái mà cái nào thiếu thốn thì mới mua. Vâng. Tiết kiệm, tức là bây giờ phải tiết kiệm. Phải rồi. Tiết kiệm hơn. Thì thứ hai thì em cũng mong dọn dẹp nhà cửa thì nó gọn gàng hơn. Rất là bớt bừa bộn đấy. Còn Hậu, mong muốn Thịnh thay đổi điều gì? Mong muốn của em là chồng em là ít quan tâm hơn ạ, biết hiểu cho vợ hơn ạ. Tụi em là một cái cặp gia đình rất là đặc biệt, rất là đáng yêu luôn. Với tụi em á, thì để làm được những công việc bình thường á, thì tụi em phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba lần những người bình thường khác. Chính vì vậy mà cái sức khỏe của tụi em cực kỳ quan trọng. Dạ. Giờ em rất là muốn gặp cháu, muốn tặng cho cháu để cho mua sữa. Nói đây qua, đây, nói cháu đó. Về với bố đây. Cháu về với bố. Bố nè, bà đưa qua bố nè, đây. Rồi, đây, qua bố. Rồi. Xin chúc cho hai em và cháu luôn có thật nhiều sức khỏe. Và rất cảm ơn gia đình các bạn đã tham gia chương trình Vợ Chồng Son nhé. Xin chào cô Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Xin chào khán giả. Và em là Ngô Chí Hạnh. Em sinh năm 87 và nghề nghiệp của em hiện tại là đang kinh doanh về trang sức. Trang sức? Dạ. Con là họ Ngô. Dạ. Chung họ với cô, cho nên là yên tâm, nay có cô ngồi kế con. Vâng. Con cứ mạnh dạn nói thiệt lớn lên cho cô. Vâng. Nói lại coi nè. Hùng dũng lên coi nè. Xin chào cô Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Chú Quốc Thuận. Chú Quốc Thuận. Em trẻ quá. Xin chào cô Hồng Vân, xin chào chú Quốc Thuận. Chào tên là Chí Hạnh. Rồi, cháu tên là gì? Cháu tên là Chí Hạnh. Cháu sinh 1987 đúng không? Dạ, 1987. Thôi để em giới thiệu. Thôi bây giờ mình nói, không, được. Rồi nói lại lần nữa. Có các bạn cảm thấy 87 con nói, con nói tuổi đi. Con nghe nè. Con nói 87. Rồi. Hồi hộp mà, không sao hết. Thì có hồi hộp không? Rồi. Bây giờ chú lên đứng lên. Đang tâm sự với cô nè. Dạ. 2, 3, bắt đầu. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Cháu là Hạnh, sinh năm 87 và hiện nghề nghiệp kinh doanh hiện tại của cháu là kinh doanh về trang sức. Trang sức. Bác sĩ cô hỏi là quê con ở đâu con? Quê con ở Yên Bái. Yên Bái chứ. Dạ. Phải Bắc Ninh một cái. Nhận dòng họ rồi. Vừa họ Ngô mà vừa ở Bắc Ninh nữa. Không, không phải đồng hương luôn. Yên Bái. Không phải chứ mà Bắc Ninh á là đồng rồi. Hương. Là coi như đồng hương. Không phải là bà con luôn á. Thì đó. Đúng không? Rồi bây giờ mời vợ con Sĩ Hạnh nào. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Chào khán giả. Con tên là Nghiêm Vân Nhi, sinh năm 1989 ạ. Và hiện tại con là founder của một hãng mỹ phẩm. Dạ. Mẹ hả? Dạ. Coi như chồng là trang sức. Dạ. Vợ là mỹ phẩm. Dạ. Đứa nào kiếm nhiều tiền hơn đứa nào? Đang đọ. Nói chung là các bạn làm một cái công việc coi như là giúp cho con người làm đẹp, đúng dạ, không? Dạ. Làm đẹp và sang trọng lên. Dạ. Rồi, vậy thì bây giờ quay ngược thời gian lại cho chú hỏi là cái cơ duyên nào mà hai đứa biết nhau? Rồi lần đầu tiên gặp nhau thì có ấn tượng gì về nhau không? Đoán đi, bé này lên Yên Bái mua trang sức. Hôm nay đi xuống đi, mua mỹ phẩm. Ủa mua mỹ phẩm cho ai ta? Rất có thể là ngày hôm đó là một cái ngày sinh nhật của mẹ chẳng hạn. Đó, thì Sĩ Hạnh đó đi
đi mua một cái mỹ phẩm và vô tình gặp một cái cô gái, lúc này cũng chưa phải là founder đâu, lúc này cũng mới là một cái nhân viên tiếp thị mỹ phẩm thôi. Thì vô tình thấy cô này xinh quá, cua cổ, đúng không? Dạ. Không đúng á. Thì số gì vậy? Số gì vậy? Có bao giờ em trúng không á? Trời ơi, khó lắm, khó trúng lắm chị Mộng ơi. Nha. Dạ. Đó sao bây giờ khai đi. Dạ, sự thật thì là bọn con có cái ngày hôm nay thì là con là người đầu tiên là chấm. Khi đó thì con nhớ là vẫn còn hồi là con đang học đại học thì cũng FA mấy năm rồi. Thì hôm đó gặp một cái người bạn trong lớp thì bảo là em xem em có bạn nào xinh không, giới thiệu cho anh cái. Thì hồi đấy là bạn con mới dùng cái blog 360 và ở đây anh xem này, mà con mới chọn trong cái fan list của bạn con thì lướt qua thì đúng cái của vợ con, thì con dừng lại bảo em này có người yêu chưa? Bạn con bảo chưa anh ơi. Thế là bảo chuyển anh. Dạ, tại vì hồi đấy con là con bị ấn tượng bởi cái nụ cười ở trên cái ảnh của vợ con. Nhưng mà thực ra hồi đấy là mình có nhìn hình chưa được nghe tiếng, sau này biết quen nhau rồi thì mình thấy vợ con cười không dễ thương lắm. hơi ồn. Trời, như vậy là tụi con quen nhau lâu rồi đúng vâng không? Vâng ạ. Hồi là đang học đại học. Dạ. Đang học đại học, như vậy là lúc đó con mới bao nhiêu? 20 tầm đấy, tầm 20. Bé này vậy là 18 thôi. Có 17, 18. Chồng con là không có khái niệm về thời gian rồi đấy. Hồi đấy chồng con sinh năm 87 thì năm đấy là năm 2008 ạ. Thì hồi đấy là chồng con là 21, đúng không? 21 tuổi. Thì 21 tuổi thì đúng ạ. Con giỏi. Vâng, con 19, 18 ạ. Đúng rồi ạ. 18, 19 chứ mấy. Và cái thời mà blog 360 độ là có lâu lắm rồi. 10 năm rồi. Dạ, vâng. Đúng không? Vâng. Nhưng mà là cái đó là cái chuyện mà sau này là cô ấy cười rất là ồn, phát hiện đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc trước đó là nhìn avatar, nhìn hình nền là thấy cười rất là duyên dáng đúng không? Đúng rồi, vậy thì làm sao mà tiếp cận với cô ở ngoài đời? Dạ, thì con có bảo bạn con là giới thiệu, thì bạn con cũng tổ chức gặp mặt, kiểu rủ đi ăn uống vô tình ấy. Thì set up kiểu tình cờ thì bọn con cũng có gặp nhau thì lần đầu tiên thì đi ăn uống cà phê, cũng có cả cái người bạn của con đã xem phim. À, có nghĩa là tụi con là set up trong tình cờ, dạ, đúng không? Vâng. Set up trong buổi gặp gỡ tình cờ. Gặp tình cờ, đi xem phim ạ. Rồi nhưng mà... Sao tình cờ được cố tình mà? Thì bởi vì em mới nói, set up một cuộc gặp tình cờ. Là con có bảo là làm nó tình cờ một tí, nhưng mà hình như là bạn con cũng nói thẳng luôn. Nhưng mà nè, cái lần đầu tiên gặp cô ấy ở ngoài đời thì dạ, thấy cô ấy như thế nào? Thực ra thì chắc là con chấm rồi, đây là con cũng... dễ dãi hơn trong lựa chọn, bởi vì khi gặp thì con nhớ hồi đấy là vợ con là buổi đầu tiên gặp thì vẫn nhớ là có mặc một cái áo sơ mi màu xanh nõn chuối. Mà hồi đấy mùa hè vợ con cũng không được trắng lắm, còn mặc thêm một cái quần ngố cũng màu trắng. Thì con rất là ấn tượng với những cái sự tương phản ấy. Áo xanh rồi da hơi nâu nâu rồi cái quần chắc trắng. Áo xanh da hơi quần trắng. Vâng, quần trắng đấy. Cái phối đồ nó rất là hỗn hợp. Vâng, rất là tố cáo nhau ấy. Thì con thấy, mà con vẫn ok, vẫn quyết định tiếp tục. Thế còn Nhi thì sao? Lần đầu tiên gặp ảnh thì thấy là như thế nào? Lần đầu tiên thì trước khi mà con gặp chồng con ấy thì bạn của chồng con, tức là chị chơi với con, có nhắn tin là em ơi, có một anh này hỏi thăm em thì em có muốn gặp không, để chị kiểu cũng sắp xếp các thứ, thì cũng chị cũng nói thẳng luôn. Thì con có nói là nhưng kiểu như là có ok không, tại vì nếu không ok mà gặp thì mất thời gian. Thì chị cũng bảo là anh này ok lắm, là ok lắm thì ok gặp. Thì đến lúc mà bọn con gặp thì là hôm đấy bọn con đi xem phim. Tuy nhiên là hôm đấy khi mà bọn con bắt đầu gặp nhau thì chồng con không nói một câu nào cả. Và từ đầu đến cuối đi xem phim thì cũng không nói một cái gì, cũng không có một cái ấn tượng gì, nói chung là rất là nhạt nhẽo. Thế là nhìn phát con có thấy đẹp trai không? Hồi đấy thì mà hôm nay ăn mặc như hồi đấy thì đúng thật là cái câu chuyện nó khá là phức tạp trong cái cảm nhận ạ. Cảm nhận đầu tiên của con về chồng con là mọi thứ nó không được ấn tượng lắm và không nói năng gì cả. Thế là về con mới nói với cả chị con là chị ơi chắc không hợp rồi. Tại vì ít nói quá. Nhưng mà hóa ra là chỉ là giả vờ thôi, sau này là nói tranh hết cả phần con luôn. Nói nhiều hơn cả vợ luôn. Thế là sau này thì đi chơi mà có vợ có chồng thì chắc chắn là các bạn xung quanh không được nói. Vì hai vợ chồng tranh mic suốt rồi ạ. Có nghĩa là tạo nét đúng không? Nhưng mà con bé vậy là rất cá tính nè. Sao chị? Mới 18 tuổi thôi mà bà lại giao ước với cái người chị bạn mà chứ mà gặp mà linh tinh không vấn đề gì, em không tốn thời gian đâu. Mà mới có 18 tuổi đầu thôi mà đã có được cái suy nghĩ đó là dạ, cái cũng nhiều lắm đúng không? Thời gian con còn quá nhiều mà con không có hào phóng cái nào vậy. Ủa nhưng mà Nhi ơi, trong cái lần đầu tiên đi coi phim mà không có một cái gì để không gọi là ấn tượng về ảnh không ạ? Ảnh có mời con một cái gì đó không? Không, nói ai trả tiền? Anh trả tiền ạ. Anh cũng thể hiện ạ. Tuy nhiên là đúng thật là không có một cái ấn tượng gì. Và sau đó rất nhiều lần anh có nhắn tin, con thì con cũng trả lời đấy. Và có nhiều lần rủ đi chơi rồi nhưng không hiểu tại sao lúc đấy chưa có duyên lắm với nhau.
thế nên không có một chút rung động nào. Nhưng mà cô hỏi nè, dạ, cái lúc mà mất tiền nó trả con có để ý không? Không, nó xài tiền trắng hay tiền bạc. Đó. Cái câu chuyện đấy thì lát lát con sẽ chia sẻ vào cái đoạn là lúc yêu rồi. Nó rất là hay ạ, nó rất là hấp dẫn. Lúc đấy thì anh trả tiền thì anh lại hơi giấu giấu đi, chưa nhìn ra, nhưng mà sau này thì con mới có những pha rất là nhưng mà cái lần đầu tiên là trả tiền là mạnh ai mới trả hay sao? Không ạ, là anh bao nhưng mà là kiểu anh ấy cứ cũng quay đi anh trả tiền rén. Vâng rén. Đến khi mà yêu nhau rồi thì mới nhìn thấy cái tiền của anh nó như thế nào không? Nghĩa là tiền nhiều hay tiền ít sau này ạ? Nó nói là tí xíu, tí nữa sẽ chia sẻ. Giờ chưa, hôm đó đó là anh lại trả tiền mà lén anh chắc là sợ là tích tiền hay là có nghĩa là lén xài tiền lẻ rồi đúng không? Tại thường là lén vâng. có hai vâng. điều, một là tiền quá ít. Vâng. Con lúc đấy là đúng thật là lúc đấy là con là một người không để ý lắm đến mất chất lắm. Nên là con cũng không để ý đến đoạn đấy. Nhưng mà tuy sau đó sau đấy có rất là nhiều câu chuyện khá là hay ạ về okay, tiếp luôn đi. Thì sau đấy anh có cưa con và con cũng không có rung động gì cả. Thỉnh thoảng con còn tắt máy vì con sợ gọi điện nhiều quá. Thế tuy nhiên là một thời gian sau, khi mà chắc là cưa một người này quá là kiểu cũng thấy là hơi vô duyên, rủ đi chơi cũng không đi, rủ đi ăn uống thì nói là bận nọ bận kia, nhưng mà anh rất là kiên trì. Đến một ngày, con nhớ là một ngày, ngày hôm đấy là tháng cũng cuối thu, thì con cũng thấy khoảng một tuần vừa rồi là cũng đã giãn mình ra rồi, không quan tâm mình, không nói chuyện với mình, thấy thiếu, không rủ đi đâu nữa. Thế là con cũng hơi có cảm nhận một chút, thì mình đang quen là quan tâm mà, đang quen là cưa cẩm, tự nhiên không nói chuyện một cái gì là mình cũng hơi có một chút gì đấy nảy số. Tuy nhiên là con cũng vẫn kệ. Thế là hôm đấy vô tình, bình thường con với bạn con thì đi uống trà chanh nhạt hờ, nhưng ngày hôm đấy đúng thật là trong khi không hiểu sao mà đầu mình như thám tử luôn. Hôm đấy con lại bảo với bạn con là thôi hôm nay đổi không uống trà chanh nhạt hờ nữa mà uống trà chanh ở Đào Duy Từ. Là cái nơi mà anh hay đi với bạn bè và cũng có đi tập thể với con mấy lần rồi. Thế tự nhiên hôm đấy con lại ra đấy con ngồi thì y như rằng là anh đang đèo một người bạn con gái. Mà lại còn nhuộm tóc đôi với nhau hay sao nhớ, người để nhuộm tóc đôi không nhớ. Thế là con nhìn thấy xong con bảo kiểu như là ông trời sắp đặt, như kiểu linh tính của mình rất là nhạy luôn ấy. Thế là con ngồi vào đấy rồi, thế là anh đi đến anh nhìn thấy con, anh mới hỏi con là em đi đâu đấy? Xong con chỉ trả lời là em ngồi hàng trà chanh mà anh lại hỏi em đi đâu à? Chỉ hỏi thế thôi. Thế xong anh lại vào anh ngồi bạn anh, còn con thì ngồi bạn con. Xong rồi tối về anh nhắn lại em à, em có điều gì muốn hỏi anh không? Thế con bảo là không. Thế anh có chuyện gì anh muốn hỏi em à? Thế là chồng con bảo là thế thì đến lúc đấy chồng con mới bắt đầu giải thích nọ kia. Thế con bảo là ồ không sao. Thế xong rồi con cũng hỏi là thế bạn anh à, thế nọ thế kia. Thì là ừ bạn thân của anh. Thế nhưng mà hóa ra là lúc cưa con chán quá không được, đang tính là quay xe. Ở đây thì hỏi con nè, nói thật sự là con quá chán nản với cái việc gọi là con cưa cô gái này mà cổ vẫn thờ ơ. Vâng, quay xe con cũng hơi chán rồi. Con định nhưng mà nếu con đã chán rồi thì bây giờ vô tình gặp cổ thì con phải đả cái nư chứ. Đúng không? Thì tại sao tối con lại về con lại nhắn tin cho cổ? Em à, em chưa bao giờ gặp cái cảm xúc đó sao? Em chưa bao giờ gặp cái cảm giác đó. Chưa. Cái cảm giác là giống như là không phải là chán cô này mà là chán cái việc mà mình phải đeo đuổi cách vô vọng thì đó em nói. Cho nên đâu có đả nư được, gặp một cái là nó lại cuồn cuộn hơn đúng. Đúng không? Đó. Đúng rồi, là về đúng rồi, con chán là về nhắn tin cho cổ. Con chán là con chán cái kiểu cái cảm xúc mà mình cứ không được hồi đáp lại. Rồi cái sự quan tâm của mình cũng không thấy sự phản hồi lại. Ok gì. Cái đó là hiểu cho nên là con mới đi tìm một cái cơ hội người khác, một người bạn khác. Nhưng mà vô tình lại gặp cô này nữa thì thật ra đó, bởi vì em mới dùng cái từ đã nư đó. Đó đó, đúng ra thì gặp cái này phải giặt mặt cổ cái không có đã nư. Mà sao lại về để nhắn tin cho cổ? Hồi đó giống như là em cua vợ em chưa được á, sang chở chị Thúy Nga chưa được gặp vợ em. Thực ra theo con thì sao nè, theo con thì con chỉ là con chán cái đấy, nhưng mà thực sự cái trong lòng con muốn thì nó vẫn là một sự quan tâm thôi. Cho nên nếu mà khi con gặp lại mà nó mà nhận được một chút quan tâm thì mình lại sẽ là tiếp lại cho quay xe là quay con thật sự là con rất là thích cô này. Dạ. Đúng không? Mà chưa chinh phục được. Và tối hôm đó khi mà nhận được cái câu hỏi của Nhi, dạ, thế anh có điều gì muốn hỏi em à? Dạ. Chắc chắn là có nhiều điều muốn nói với cổ lắm. Con nhắn hỏi vợ con. Con hỏi vợ con xong vợ con hỏi lại. Sao con hỏi lại gì muốn nói anh có điều gì muốn nói với em không? Nhi rất là cao cơ với con. Con nói câu gì? Con hình như con không nhớ lắm. Thì con kể. Thấy Nhi nhớ không? Có ạ. Con thì con nhớ từng chi tiết một. Chồng con thì hồi đấy cũng có chia sẻ là đấy lý do vì như thế này thế kia, đây là bạn thân của anh và thật ra là cũng hơi thích nhau, có nói thẳng luôn như vậy. Thế con mới hỏi là ơ thế sao không thích từ trước đi mà bây giờ cưa đang cưa em xong bây giờ quay ra kêu là thích. Thế con nói hẳn thế.
Nhưng mà cũng phải cảm ơn cái trường hợp ngày hôm đấy và cảm ơn người bạn thân đấy. Về sau bọn con cũng vẫn chơi chung với hội bạn của anh Hạnh. Thì là cảm ơn cái tình huống đấy xảy ra nên là mới gây cho con một sự hiếu thắng. Con rất hiếu thắng. Con nhìn là không được rồi. Quả này là không không ổn, đang cưa mình mà lại dám như thế. Con cay quá. Con mới cứ con tính kế là thôi bây giờ con cứ làm nào để cho quay lại với con á, quay lại tập trung vào con á, xong lúc đó con đá sao. Con định như thế cho đỡ bực. Thì cái tội đang cưa. Thế xong rồi con cũng bảo với cả chồng con lúc đấy là thôi bây giờ nếu mà anh có cái suy nghĩ là anh cảm thấy chán nản vì anh cưa em thì em cũng xin lỗi, tuy nhiên là mình nên gặp nhau một buổi để mình nói rõ các vấn đề với nhau, tại vì em cũng có, thực ra con bịa ra là em cũng có nỗi khổ nó, nỗi khổ kia chẳng có nỗi khổ nào. Thế nên là xong con cũng hẹn gặp, thì hôm đấy con nhớ mãi là hẹn gặp ở một quán cà phê, xong con gọi hết đồ ăn ra, con ăn uống đề huề, con cứ ăn thôi. Chồng con rất là sốt ruột rồi, con rất là muốn hỏi xem là câu chuyện nó như thế nào, tuy nhiên là con không nói. Con cứ ngồi ăn xong con nhìn chằm chằm vào mắt chồng con. Ôi chồng con sợ ấy, mắt kiểu lúng túng luôn ấy, rón rén mắt cái mở lên lúc cụp xuống cái nhìn này xong lại cụp xuống. Thế xong rồi con mới bảo là thôi đấy, nói chung là em với anh thì như thế nhưng mà chắc là chưa có duyên với nhau, thì cứ ngồi hôm ngày hôm nay ngồi ăn uống với nhau thôi, cũng không em cũng không có gì nói thêm cả. Con không nói nhiều, lúc đấy chỉ chia sẻ mọi thứ thôi, hỏi thêm về là thích nhau lâu chưa rồi thế nọ thế kia đấy, em cũng có hỏi ngoài lề một chút. Thế đến lúc mà chồng con chốt với con rằng là thôi em cho anh xin một tuần rồi anh đưa em câu trả lời, xong con nghĩ trong lòng chứ, đang cưa mình lại kêu cho anh một tuần. Con bảo là chả lẽ lại bảo là cho một tuần thì thôi đi về mà tự tìm tình yêu nào kia. Con đang nghĩ trong đầu như thế, con đang kiểu bảo là ôi giời ông này ông bị làm sao, giờ tinh vi quá, đang cưa mình lại kêu xin một tuần. Thế là con bảo vâng ok. Thế con lúc đầu con cũng giả vờ ok. Thế đến lúc mà đi trên đường đi xe về, trước khi về nhà thì con ôm một cái thả thính. Về cứ bây giờ cứ nhắc đi nhắc lại là vợ anh cưa anh nọ kia, vợ anh ôm anh trước nọ kia. Thế là đúng là con ôm trước, con ôm. Thế xong con chỉ xuống xe con nói là thôi bây giờ em nghĩ là anh không phải là cho anh một tuần hay gì đâu, anh về anh yêu bạn thân anh đi, tại vì thế nọ thế kia. Nên con nói thế xong con mình con tắt máy luôn, sợ quá. Ngay ngày hôm sau phải gọi điện bằng được, tìm con bằng được, thế rồi anh có câu trả lời luôn rồi. Đấy, tức là cái thật ra là rất là cảm ơn cái thời tình huống đấy. Chả cần một tuần à, sang một đêm thôi, sáng sáng hôm sau. Đêm đó là con suy nghĩ gì anh? Dạ, đêm đấy con chỉ nhớ là con cảm thấy là mình lựa chọn đây là đúng cảm xúc của mình. Không ấy là coi như mất ngay đúng không? Thế nhưng mà con kể tiếp đi cái vụ mà xong con nói là vui lắm ấy. Sau khi mà có con nhớ mà. Đấy thì bọn con lúc đấy bọn con quyết định yêu nhau. Nhưng mà lúc đấy thật sự trong lòng là yêu vì hiếu thắng. Tức là yêu là vì là mình thể hiện để cho mình không bị thua thôi, không bị nhục. Không bị nhục. Thế đến lúc mà hàng ngày trôi qua thì cũng quan tâm thì càng ngày tình cảm càng nảy sinh. Thì lúc đấy cũng có yêu nhau rồi nhưng mà đột nhiên một ngày thì anh nhuộm tóc vàng. Tức là trước đấy anh cũng đã nhuộm rồi, nhưng về sau anh càng nhuộm đậm hơn, tức là cứ càng tẩy tóc con càng yêu. Tức là cái tình yêu nó tăng bằng màu tẩy tóc. Tóc đen con không thích. Ủa tại sao tóc? Trông kiểu ăn chơi một tí. Trông kiểu hơi kiểu hồi đấy là đã đang đang từ kiểu trông lành lành, tự nhiên trông ăn chơi một tí là đã yêu hơn một tí rồi. Đột nhiên thì nhuộm từ lâu. Thế thì bây giờ rồi, còn thích cái kiểu mà tẩy tóc vậy đúng không? Con vẫn động viên chồng con tẩy đấy, nhưng mà chồng con không tẩy nữa. Thế xong rồi có một hôm đang đi trên đường thì chồng con đèo con ngang qua phố, thì tự nhiên chồng con lại hất hàm bảo kia bố anh kìa. Thì con mới quay ra con bảo nhìn bố anh, thì bố anh đang đứng trước nhà anh ý, thì nhà anh ý bán trang sức đá quý. Thế con đi qua mà ôi nhà anh đây đây à? Thế con chồng con bảo là nhà anh đây. Thế là tự nhiên con lại thấy yêu thêm một tí nữa. Tự nhiên nó không phải là, đôi khi nói ra thì buồn cười, nhưng mà lúc đấy đã yêu rồi, chứ không phải là chưa yêu. Nhưng mà tình cảm thì là nó đang, ví dụ đang khoảng được 5, thì nhiên lên 7. Thế xong rồi do đi ngang cái nhà. Do phong thủy. Phong thủy. Đúng rồi, trời, nhà chồng con bán trang sức đá quý phong thủy mà đấy. Thế là đi qua nhưng mà lại không nói là đây là nhà anh đâu, chỉ là bố anh kìa. Thế bố anh thì con mới đấy đang đứng trước cửa nhà. Nhưng mà bố anh đang đứng trước cửa nhà anh bảo nhà anh ở đấy. Thế là lúc đấy con mới biết, chứ trước đây khi con đồng ý là con cũng không biết là nhà như thế nào. Thì từ hôm từ sau khi thế xong đi xong chơi đấy, thì con để ý cái bóp tiền có chưa? Bây giờ con bắt đầu con kể cái đoạn này đây. Xong đến lúc cô hồi không? Cái hôm đầu đó là tiền lẻ hay tiền trắng? Đó thì chắc chắn là tiền trắng rồi. Sau hôm đấy lại đi xem phim tiếp, thì chồng con lúc mà mua vé, chồng con lại rút ra một tập tiền, rất là nhiều tiền. Con càng yêu thêm nữa. Con lại yêu thêm một tí nữa. Yêu thêm một chút. Một tập rất là dày và đấy nhiều từ 500 ạ. Mỗi lần vậy là yêu một phim. Nhưng mà tình cờ sau đấy con mới phát hiện ra là
hôm đấy chồng con trúng số số. Chứ về sau mới biết là chồng con trúng số. Trời ơi, trúng số. Trúng nhiều hẳn. Trúng số mấy chục vậy. Vâng ạ. Chả ít ai giàu trúng số. Thì Hạnh ơi, nghĩa là cô gái này á, cũng mỗi ngày á là đi có một cái thời điểm nào đó là cổ là càng yêu con thêm một chút. Vậy thì tình cảm con đối với cô ấy như thế nào? Có giống như cổ không? Có nghĩa là mỗi ngày yêu cô ấy thêm một chút không? Con thì con nghĩ là chắc là số con may mắn nên được luôn là có những cái cơ hội tự để làm cho vợ con rất là tình cờ và tự nhiên lại là yêu con hơn. Còn thì con thì lúc nào con cũng vẫn yêu như là bởi vì mình chính là người chọn, mà thực ra đây là cái đã đầy tim ngay từ đầu. Vâng, đây là mình lựa chọn nên mình phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Hay quá, rõ ràng là hạnh phúc của các bạn là lựa chọn. Đúng ạ. Rồi bây giờ coi như cưới nhà được bao lâu rồi? Mà con vừa cưới vừa mới kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Wow, vâng. Mấy bé rồi? Hai bé, con có hai bé rồi. Con bé 5 tuổi và bé 6 tuổi. Năm rồi. Bé 5 tuổi với 6 14 tuổi. 14 năm chứ ạ? 14 năm. Vậy là đẻ năm 1 luôn. Dạ vâng ạ. Wow, 14 năm. 14 năm. Yêu nhau lấy 14 nhau. Năm yêu lấy nhau là 7 năm. Ôi nhiều chuyện sóng gió. Yêu nhau lắm á. Đâu chuyện gì vui vui. Thì khi mà bọn con bắt đầu yêu nhau và bắt đầu bọn con cảm thấy là yêu thật sự rồi, rất rất yêu rồi. Nhưng mà lúc đấy thì nói vui vậy thôi, chứ còn con là con yêu con người của chồng con, tại vì chồng con là người rất tử tế mà rất là tốt bụng, thật thà. Thì không hiểu từ lúc nào cứ bị quấn nhau, quấn hút nhau mà yêu nhau là yêu nhau rất thật. Thường xuyên trốn học để đi chơi với trai. Thế xong rồi đùng một cái thì chồng con thông báo là chồng con đi du học. Và đấy sốc quá. Phải rất sốc, và lại là một cái chướng ngại, là một cái gì đó. Tại vì ngày đó thì thật ra là hoàn cảnh gia đình nhà con đúng cái thời điểm đó thì con cũng gặp biến cố, nên con không thể theo chồng con đi du học được. Nếu như là nhà người khác có điều kiện thì có thể là hai người yêu nhau sẽ cùng nhau đi học. Tuy nhiên con không có viễn cảnh đó. Con có lựa chọn là con ở nhà chờ. Thì lúc đầu chồng con đòi đi Úc cơ. Nhưng con bảo là Úc xa quá. Úc mà nếu mà chồng con đi Úc thì con sẽ chia tay. Thì chồng con cũng có một sự hy sinh nho nhỏ. Thật ra là hy sinh lớn, là từ Úc chuyển sang Singapore. Và khi mà chồng con đi du học ở Singapore ấy, thì con cứ 2 tháng là con bay sang một lần. Và mỗi lần thì con ở 1 tháng. Thế là chồng con không trượt được phát nào cả. Chồng con thì vẫn ở trong vòng tay của con. Và đúng thật là rất là mang tiếng là bỏ nhà đi theo người yêu nọ kia, đi biển biệt. Hồi đấy cũng cảm thấy là một chút gì đó ý kiến, nhưng mà đối với con không phải vấn đề. Vì con đã quyết tâm, mục tiêu của con là anh này rồi. Con không thể nào mà con nghĩ trong đầu là nếu mà con đã chọn thì con sẽ phải lấy làm chồng. Thế nên là con nghĩ là nếu như mà rằng mình không giữ tình yêu của mình thì mình sẽ không tìm được hạnh phúc. Thì đấy là cái lựa chọn của con. Hay là đối với con thì hạnh phúc là một lựa chọn. Và con tìm cái hạnh phúc này bằng cách là con phải bằng mọi giá là giữ được cái người đàn ông mà mình đã lựa chọn. Và khi mà bọn con xa nhau khoảng 3 năm chồng con du học thì có rất là nhiều biến cố. Cũng cãi nhau rất là nhiều, bỏ nhau cũng rất là nhiều. Thì ngày xưa khi mà chồng con cưa con thì con cảm nhận rõ ràng là chồng con rất là yêu con. Tuy nhiên là khi mà chồng con đi du học là con cảm nhận được luôn là anh ấy không yêu con nhiều nữa. Cảm nhận là nhạt nhẽo luôn ấy. Mà mình tự nhiên mình lại đóng vai với người rất là chạy theo tình yêu. Tức là con đi làm khá là sớm, ngày xưa con cũng mở hàng kinh doanh, và cứ 7 giờ tối con đóng cửa là con về nhà. Con dựa gối để chờ anh này gọi điện thoại về. Nhưng mà tuy nhiên là anh này anh không hiểu anh làm gì. Có thể là ngủ hoặc là đi chơi, không gọi. Bây giờ cũng không thể biết được là làm gì cả, mình chỉ biết là không gọi thôi. Thì con vâng, tại thời điểm đó thì con rất là buồn và cãi nhau nhiều. Nói chung là con thì con có những cái tổn thương và có những cái tủi thân. Nhưng mà anh đối với anh thì là chuyện bình thường. Anh thấy bình thường. Xong rồi bạn bè bảo là gọi cho Nhi, gọi về cho Nhi đi, nó vừa gọi đấy. Cũng kệ, ta không biết là lúc đấy là như thế nào. Tuy nhiên là cái thời điểm đấy thì con nhận ra rằng là bản thân con không được phép như vậy. Con phải yêu thương bản thân con trước. Con phải là cái người mà tự tạo niềm vui, hạnh phúc cho bản thân. Thì người bạn ở xa mới cảm thấy lo lắng. Tại vì mình mà cứ yên tâm ở nhà thì anh này anh cứ yên tâm là ở nhà lúc nào cũng có một người chờ đợi mình. Thì cảm giác là bị an toàn quá. Thế đến lúc mà con chợt nhận ra rằng là con phải thay đổi. Và con thay đổi, con yêu bản thân con nhiều hơn. Là con bớt con quan tâm phẫu thuật thẩm mỹ. Và con bớt quan tâm và con bớt chia sẻ với con. Vâng. Bớt chờ lại. Vâng. Đúng không? Con quyết tâm con đi làm mũi luôn. Phẫu thuật thẩm mỹ. Con về con. Sao bà kể sao bất ngờ quá vậy? Tại vì em nghĩ rằng là ôi tôi sẽ yêu bản thân tôi hơn. Đấy, đi để đi đi rồi. Thế nên là đi phẫu thuật thẩm mỹ bản thân hơn bằng cách đi. Đi phẫu thuật thẩm mỹ cho mình đẹp hơn. Đúng rồi, làm mũi luôn. Đó. Đi làm mũi luôn, tự nhiên đi làm mũi xong cũng thấy mình xinh hơn hẳn luôn. Thế là thật ra là lúc đấy cũng rất là nhiều người thích. Cũng có hỏi nó hỏi kia. Thì lúc đấy con mới nhận ra rằng là không phải là mình như là mình nghĩ, tức là mình không phải là kém cỏi, là mình không phải là cái người mà không đến nỗi có ai để ý, như là mà để chồng mình phải
thờ ơ với mình như vậy. Thì thời điểm đấy cũng có người thích con. Và chồng con giật mình, chết rồi, kiểu nọ kiểu kia lo lắng. Thế tự nhiên giật mình và quay ra giữ người yêu hơn, bắt đầu lại quay xe, bắt đầu lại quay xe, sao đổi ngôi. Chồng con toàn thích quay xe. Nhưng mà là cái đợt đó là con đi là 3 năm. Vâng ạ. Và sau khi đi du học về với một cái sự thay đổi về ngoại hình của Nhi. Vâng. Và con quay xe lại là con quan tâm hơn, gọi điện nhiều hơn, không để cô ấy mà giữ gói chờ đợi con nữa. Hay là sau khi du học về thì bao lâu thì mới cưới? Du học về thì khoảng 2 năm nhỉ? 2 năm. À, du học về, du học sinh về, đi du học Thái 2 năm nữa. Rồi bây giờ là khi về mình nhìn thấy vợ mình thay đổi, thay đổi về ngoại hình. Con á, con phản ứng như thế nào khi biết vợ con đi thẩm mỹ? Chuyện thẩm mỹ này thì con thường thì là con không ủng hộ cho vợ con. Đầu tiên là con không ủng hộ vợ con làm thẩm mỹ. Tại vì con kiểu hơi truyền thống. Không, nhưng mà con xin ngắt quãng ạ. Chồng con chính là nguồn động lực lớn nhất để con làm mũi, vì chồng con lúc nào bảo con là em hồi mới yêu đi ăn mà đang ăn hai người ngồi đối diện nhau cứ bảo con là em sao trông mũi em như con ếch đậu trên mặt thế. Không, con bảo là tức ếch đậu trên lá sen. Rất là chê. Cô Nhi ơi, chê. Anh hỏi là cái đợt mà con đi làm mũi là con làm ở đâu? À, lần một thì con làm ở Việt Nam. Tuy nhiên là con làm 5 lần hỏng. Con làm cứ làm nó không đẹp. Và cảm giác là mũi nó vẫn to ấy. Ngày xưa mũi con là nó bơi hết ra hai bên má. Thế là nó to quá. Và con cảm thấy là nó hơi bị thô. Thế nên là sau này khi mà con cưới chồng xong con quyết định sang Hàn Quốc con thẩm mỹ. Thì cái câu chuyện đi sang Hàn Quốc thẩm mỹ cũng là một câu chuyện khá là đau lòng của chồng con. Sao đâu. Sao? Đó là một trải nghiệm trong cuộc đời con. Đâu, mà con nghĩ. Con nói tiếp đi cái vụ mà con không muốn cho vợ con thẩm mỹ. Vâng ạ, đây tại vì con không muốn cho vợ con làm thẩm mỹ, bởi mà vợ con thì lại rất thích làm thẩm mỹ. Mỗi cái mũi thôi mà làm đến 4-5 lần rồi. Mà lần cuối cùng vẫn chưa ưng. Lần cuối cùng là làm lần cuối cùng là chưa khi trước khi sang Hàn Quốc ấy là vẫn chưa ưng thì mà tâm sự lâu lắm rồi, cứ suốt ngày buồn rầu vì cái mũi. Rồi muốn xin làm thêm một lần cuối nữa. Nói đi nói lại lúc đầu con không thích đâu vì làm nhiều quá rồi, làm cái mãi xong thì thôi được rồi. Cho đồng ý cho làm lần nữa, lần cuối thì làm cho nó ra, làm đi đi sang Hàn Quốc làm. Hàn Quốc làm thì bảo ok, anh sẽ đi đồng hành cùng với em trong cuộc biến hình này. Thế là đi sang Hàn Quốc thì con vẫn nhớ hôm đấy là đi Hàn Quốc thì ngoài Hà Nội là bay tối là khoảng 2 giờ sáng bay thì sang đến Hàn Quốc là sẽ là sáng. Sau khi bọn con đến Hàn Quốc thì về nhận phòng khách sạn xong một cái thì tranh thủ là đi luôn lên cùng vợ con đi luôn lên ra viện để nghe tư vấn. Thì bay cả đêm thì cũng mệt mỏi, vợ vừa vào trong bệnh viện tâm lý lại bảo là em thấy anh bay cũng mệt rồi mà vào đây nghe toàn tư vấn thẩm mỹ, anh chắc anh ngồi ngoài anh nghỉ ngơi cho khỏe. Con lại mừng quá, con bảo đúng là ủng hộ làm mũi một cái là con người thay đổi hẳn, yêu thương chăm sóc chồng này mà. Thế ok, anh ngồi anh ngả lên một tí, em cứ vào nghe tư vấn đi nhá. Con ngồi ngoài con nghỉ ngơi, con vợ con đi vào trong lâu một lúc xong lâu đi ra. Con ok đi ra phải thế, đi đóng viện phí rồi làm hết các thủ tục ok, thì sáng hôm sau đi về để sáng hôm sau bắt đầu làm. Sáng sau con cũng đưa vợ con ra viện thì 9 giờ sáng con là bàn giao vợ con cho cái ekip đấy, đội ở đấy cũng có một bạn phiên dịch nữa ở đấy, cũng chắc học sinh thôi nhưng mà làm thêm. Thì trao đổi qua lại thì bảo ok, anh yên tâm cứ ở ngoài này, xong thì em sẽ gọi cho anh. Thế con cũng có kinh nghiệm về làm mũi của vợ con lắm rồi, làm lâu thì cũng chỉ khoảng 1-2 tiếng thôi. Chờ 10 giờ sáng, 3 giờ chiều vẫn chưa thấy gọi điện gì cả, 4 giờ vẫn chưa thấy, con gọi cho bên kia thì gọi nhiều quá người ta không nghe máy, người ta bảo là chị vẫn đang ổn anh ạ. Thì các bạn bảo là thế bây giờ anh được vào thì không thể nói ấp ống xong rồi sao gọi không thể nghe máy nữa. Con bảo thôi chết rồi, hay có biến gì. Ngày xưa xem cái vụ nó sợ, hơi sốc bảo thôi chết rồi đúng. Hay là có biến rồi chứ làm gì làm mũi lâu này. Thế con cứ ngồi con chờ ở ngoài thôi, chờ mệt lắm rồi, vừa mỏi vừa mệt vừa lo lắng. Thì kết cục là khoảng 9 rưỡi tối thì bên bệnh viện gọi cho con bảo là xong rồi anh vào thăm vợ nhá, nhận vợ. Thế bảo ôi dồi sao 9 rưỡi này. Thì con bảo ok đi vào, thì dẫn con đi vào một cái phòng đấy là cái phòng như kiểu chuyên mổ ấy, đâu chỉ có ai được phép đi vào đâu mà cửa kiếp sắt xiếc có to trông như ngân hàng ấy. đi vào rẽ một lúc tìm vào gặp ai cũng thấy giống nhau, chưa thấy vợ đâu. Vén mấy cái phòng vào đi ra thì tôi bảo cô y tá bảo là vợ đây, đi vào nhận vợ thì không nhận ra vợ luôn, còn có đúng hai con mắt còn lại thì băng bó kín mặt luôn. Bảo, vợ anh đây thật á. Thế bảo vợ anh thôi. Ôi, hóa ra vợ con là trong khi con ở ngoài nghỉ ngơi tư vấn ngày hôm trước thống nhất đi làm mũi, nhưng mà vợ con lại đăng ký làm thêm mắt với lại cái gì nữa, tiêm mặt nữa, hết mặt cả, làm hết mặt mắt xây lại luôn ạ. Bổ mí rồi đúng là cái mắt anh chú hiểu rồi, đập đi xây lại vừa đập đi xây lại vâng, ăn gian chưa rồi con bị sốc ấy, con bị sốc và đầu ôi rồi. Và lúc ấy nhìn cái mặt sợ lắm, lúc đó như kiểu là sắc ép Ai Cập ấy, bó kín luôn này. Thì con mới hoảng quá mà vừa bực vừa tức mà vừa lo, xong rồi thôi được rồi, bảo thôi cứ đi dìu về để về khách sạn nghỉ ngơi đã, biết tại là phải về dìu luôn người yếu lắm chú ạ, vì từ sáng rồi. Xong vừa ra khỏi cửa phòng thấy mấy cái bên cạnh cũng thế, cũng mỗi một người, mỗi một bà phụ nữ ở bên đấy cứ đi là lờ đờ này,
xong rồi cũng bịt kín mặt giống hệt vợ con. Con bảo là thôi chết rồi, cảm giác mình đang rơi vào một cái thế giới nhân bản hay sao ấy. Cứ vào đây thôi, bảo đây là đâu, tôi là ai. Nhưng lúc đấy là cảm thấy mình có hơi trong lòng nó rất là trong lòng lúc đó có suy nghĩ có khi nhầm vợ luôn. Có nhận diện lại, có nhận diện rồi. Nghĩa là nói đúng không? Lúc ấy nói yếu, không nói được nhiều. Chứ lại chỉ cần nắm tay là biết rồi. Thế là con mới đưa về khách sạn. Thì con lúc nãy còn bực lắm lúc về, còn bởi vì đã thống nhất là chỉ con thì nó có cái tính là hơi nguyên tắc. Tức là mình đã thống nhất như thế thì con chỉ muốn là vợ con là thế là làm theo cái thỏa thuận thôi. Nhưng mà con thỏa thuận hai làm 10 lần thì con bực quá, con bảo về không chịu được, hay là muốn đi muốn bỏ về lắm rồi. Thì lúc ấy con phân vân mà ly dị luôn, bỏ về. Một tiếng nói trong đầu con nhỉ, bỏ về là đáng. Một tiếng nói kia mà thôi, nhìn mặt nó kìa trông tội nghiệp quá rồi, tôi chăm sóc nốt rồi tính. Thì con tiên lúc ấy khoảnh khắc đấy, con thì nhớ đấy, một cái bài hát của anh Ưng Hoàng Phúc chạy qua đầu con là đàn ông hết tình còn nghĩa. Thế thôi mình bảo thôi được rồi, nghĩa tình hết lần này tôi cho bắt đầu lại tấm chăm sóc sáng đi mua cháo nấu, rồi nhìn cái khuôn mặt đấy cứ bún cháo cho vợ con, rồi nhỏ mắt nhỏ mũi vệ sinh, xong rồi nào lại đưa ra viện, xong rồi lại để tái khám. Xong rồi con còn nhớ có một ngày buổi mà cái bên Hàn Quốc nó lạnh lắm chú, rét thì con còn nhớ có một buổi chiều con đang ngồi dưới, vừa sau khi xong ca chăm sóc cho vợ rồi ở dưới, ngồi dưới khách sạn đang nghỉ ngơi một chút, rét mưa nó hơi bắn vào mặt, đúng cảnh trong phim Hàn Quốc rồi, đưa vào đúng cái cảnh là cô đơn. Thế tự nhiên lại thấy một đoàn chị em của vợ con đến thăm tôi là con chưa thân với mọi chị em mọi người này lắm. Con bảo từ Việt Nam quá, trong đầu mình đi cùng vô tình đã làm nói người là lừa dối mình rồi, bây giờ còn hóa ra là chắc là bàn bạc với đội chị em ở đây. Coi trong đầu con này, đây là quân địch đến, không lo chuyện lạnh lùng mặt quay thì mà không nói vợ em ở trên, mọi người đi lên đấy, ở dưới tiếp một ức lắm chú ạ. Lúc ấy là thực sự là cuối cùng trải qua cái cảm giác là chăm sóc xong và đưa về Việt Nam là mãi về sau mới lại là hết buồn. Lại đỡ là do cái mặt lúc là con nghĩ là ly dị luôn. Ôi, về đến sân bay là đòi ly dị phải không? Về đến sân bay là kiểu lúc đấy là xong trách nhiệm ạ. Nên là lúc đấy lừa dối. Nhưng mà thật ra là con có cảm nhận rằng là ổng bực mình không? Thật ra là chồng con thiếu ngủ quên thiếu một chi tiết hay sao ấy. Tức là hôm đấy con có hỏi thăm rồi, con bảo là anh ơi nếu em làm mắt lên thì có xinh không? Thì chồng con không trả lời. Thế con tự quyết thôi. Không trả lời cũng là anh đồng ý đúng không? Ờ, nhưng mà nè, cái giây phút mà cái hỏi là chồng lúc mà chồng đòi ly dị ở sân bay á. Rồi con lúc còn sao? Lúc đấy khi mà bắt đầu về thì chồng con bắt đầu không, tức là gần như là xong trách nhiệm chăm sóc và nói một tràng nói rất là kinh là đòi bỏ nhau, đòi thế nọ đòi thế kia. Con chỉ bảo là bây giờ mà ra tòa mà bảo là bỏ nhau vì vợ đi phẫu thuật thì chẳng tòa nào giải quyết cho anh cả. Con nói thế ai bây giờ cứ bình tĩnh mình nói chuyện đã. Thì chồng con nọ kia mất khoảng một tuần thì con bảo ok hứa từ nay không bao giờ động gì vào mặt nữa. Và cũng thấy buồn cười vì cái chuyện vợ làm mà căng thẳng quá, thì con cũng thấy là thôi mình cũng xuống nước một tí để cho qua chuyện. Thì đến một tháng sau con cũng lại có lịch đi Hàn Quốc. Thì ra lúc đấy là con đang rất là suy nghĩ vì con có lịch tái khám và cái mặt con tiêm ý là con đã đóng một cái gói đấy là phải được tiêm 2 lần và tháng 12 là con phải dặm lại. Nếu như con không dặm lại thì coi như mình tốn mất mấy chục triệu ấy. Thì tiếc. Thì lúc đấy con cũng lắn đo lắm, còn bây giờ mà làm nữa thì về thế nào cũng cãi nhau chửi nhau. Tại vì vợ chồng con là nói chung là không cảm xúc mạnh, hai người đều cảm xúc mạnh. Không cãi nhau chịu nổi. Không cãi nhau chịu không nổi, hồi trẻ còn tỉ thí võ công liên tục. Thế xong rồi hôm đấy con cũng nghĩ rằng là thôi mình đã tốn tiền rồi, nên mình cứ đi trước đã xong về tính sau. Thế là con sang con lại tiêm thêm một lần nữa. Thế là con lúc con tiêm không nghĩ là nó sưng như lên như thế. Đến lúc là về lần hai con đã giấu con đã lấy. Tức là bình thường con để tóc như này, xong hôm đấy con sợ quá con tự lấy mái con cắt. Con cắt để thành máy che hết mặt rồi. Về nhà ông vẫn phát hiện ra. Thế là lại rồ lên lần nữa. Ôi rồi ôi lại đòi bỏ nhau lần nữa. Nhưng cuối cùng vẫn giờ chưa bỏ nhau. Hôm đấy là con là đi đón vợ con ở sân bay. Rồi vợ con đi nhận hàng thì là đang rất là chờ. Người đàn ông về gia đình ra đi đón vợ yêu thương ra. Từ xa thế trông giống vợ mình. Nhưng một cái bộ mặt nhưng lại không giống vợ mình. Mình bảo trông cũng rất là khác. Bởi vì khi mà con thấy vợ con mỗi lần làm xong lại trông cái mặt nó rất là khác. Vì lúc ấy nó vẫn bị cứng, nó chưa được tự nhiên. Xong bảo thôi chết rồi, lại làm gì rồi. Thế là về hôm đấy lại cãi nhau lanh tanh bành đến 4-5 giờ sáng, đơn ly hôn đặt đầu giường. Rồi cãi nhau. Người ta chỉ có một mặt thôi, con là tới ba mặt. Đấy. Chồng con là hạnh phúc vì được cưới nhiều lần vợ. Nhưng mà con công tâm, dạ. Công tâm mà nói đi. Mặt vợ con bây giờ với cái lúc trước khi sửa, cái nào đẹp? Con vợ con bây giờ thì là đẹp kiểu hiện đại, ngày xưa là đẹp kiểu cổ điển. Không, nhưng mà chú đang rất tò mò. Dạ. Cái lần đầu á, vâng, khi mà là đập đi xe lại đó. Vâng. Con còn nhớ thì khi chúng ta có đi coi phim mà nhất là những phim Hàn Quốc mà mình Mỹ đó. Vâng. Đó, lúc mà tháo cái bằng
nhạc lên búng ra một cái trời ơi hào quang tỏa đấy đúng đấy một cô gái một nàng tiên tỷ tỷ xuất hiện. Thế thì lúc đó cái giây phút mà vợ con mở mặt dạ. mở mặt ra, ra thì sao mình... trong phim thì là nó mở ra thì là đẹp ạ, còn thực sự ngoài đời là lúc mở ra vợ con vẫn còn đang vết khâu vết kiếc phải đi theo chỉ là đợt sau ạ, chứ mở ra nó vẫn là một vết cứa vào lòng cơ chú ạ. À, nghĩa là phải một thời gian sau. Vâng, một thời gian sau, thời gian sau đó. Ừ. Kiểu bị như kiểu là phải làm quen với người mới trong mặt hàng sáng ngủ dậy có nghĩa là có phải không ngờ bây giờ xinh quá trời. Dạ. Đúng rồi nhưng mà lại tự nhiên nha. Dạ. Con cũng nói con sữa con biết luôn á. Con cũng để tự nhiên và rất nhiều đúng người khen. Vâng ạ. Mà hồi nãy nếu mà nói con sữa là mình không biết luôn á. Mình chỉ nghĩ là sữa mắt thôi, là cắt mắt thôi. Dạ. Nhưng mà là phải 5 lần sửa mũi. Vâng ạ, phải và... không phải 5 lần ạ, 5 lần là lúc ở Việt Nam ạ. Xong rồi tháo ra lần cuối để sang Việt Nam là 6. Xong sang Hàn Quốc lại còn làm lại 2 lần là tại 8 lần. Dạ vâng ạ, tại vì lần nhưng mà lần sau chồng con thông cảm. Tại vì nó là vấn đề về về kỹ thuật. Về sau nó vẫn bị hơi gồ tí con chồng con thông cảm lần sau chồng thôi, con nói chung là mấy lần cũng được. Bây giờ cái giao diện cái hình okay là cái này là quá ok rồi. Và chồng con cũng phải là công nhận là trên sóng truyền hình là đẹp như thế này, đẹp hiện đại. Đúng không? Thôi chúc mừng con. Phẫu thuật rất thành công. Đúng không chị Một? Sang cái kia luôn đi. Tật xấu. Đó. Tật xấu. Vậy thì quá quá trời năm để mà bao nhiêu phần uất cho con nó. Quá trời năm quen nhau rồi bây giờ ở với nhau. Vâng. Rồi hai đứa con nữa đúng không? Dạ. Vậy thì bây giờ đó, bây giờ mấy con có còn điều gì chưa hài lòng ở tính tình của nhau? Bây giờ có hay chọc giận con nữa không? Đó. Có khá nhiều ạ. Đâu kể đi con. Đầu tiên thì con thấy là vợ con là nóng tính. Rất nóng tính. Mỗi lần mà cãi nhau hai vợ chồng là chồng vợ con là cứ phừng phừng hay là kiểu nóng nhất là nóng là rất làm là gì? Vâng ạ. Nóng nhất là làm gì? Nóng nhất. Hồi nãy chồng có nói là có thời gian là hai đứa cũng chuyển nhau. Đúng vậy, nóng nhất là cái đấy. Có bây giờ còn có bạo lực bây giờ không ạ? Thời tác động vật lý. Dạ, tác động vật lý đúng rồi. Mà con có bị dính cái vật lý nào không? Có cái lần nặng nhất là dính đâu? Có một lần như này, cũng là tác động vật lý. Con vẫn nhớ là hồi đấy cãi nhau thì cãi nhau ở bên nhà con. Hồi đang yêu nhau thì là khi mà cãi nhau thì vợ con bỏ đi, bỏ nó xuống dưới thì con mới đuổi theo cãi nhau, thì cãi nhau gần nhà thì vợ con nóng giận nên là tác động vật lý con như này, thì con mới lại để tránh sự an toàn thì con phải đưa cái tay này để con đẩy vợ con ra để giữ cái khoảng cách an toàn. Thế là mấy bà hàng xóm của nhà con là mấy cô đi tập thể dục buổi tối đi qua nhìn thấy thế là cứ hét lên là, thằng kia đừng có bóp cổ nó nữa. Thì thực ra con đang bị tác động vật lý tơi bời, con mới là người được bảo cần được bảo vệ nhưng mà lại cuối cùng lại thành tổn thương chứ. Lúc đấy là bảo qua đây lại cả hàng xóm cho mình này nó chết giờ buồn là oan ức. Oan ức ạ, oan ức ạ. Nóng tính này, nóng tính à, nóng tính là sao vợ con là bừa bộn như thế nào? Nói chung là trong phòng của vợ con là ví dụ như buổi sáng vợ con ngủ dậy là vợ con chỉ cứ đi vào đánh răng rửa mặt xong rồi con mặc áo đi, còn lại đồ đạc cái thứ là không bao giờ xếp vào cái lọ cái kia. Check out. Vâng, check out luôn. Túi một đời rồi giày cái gì đó. Và rồi con có phải là người đi hốt cái đó không? Con cũng phải dọn tại vì nhiều thuốc đang không phải nhấc cả chân lên hút bụi. Mà vợ con đã mua đồ gọi đồ gì ship về các thứ, mà có những lần con dọn đồ mà con thấy cái gói đồ 2 năm rồi vợ con chưa mở ra, người ta ship về. Em hỏi là em mua gì đây? Vậy là, vậy là cũng là tín đồ shopping online. Tín đồ shopping online. Có nghiện không? Có. Như vậy là cũng là nghiện shopping. Nghiện mà không nhớ đúng đồ gì. 2 năm chưa thôi là biết là cũng nặng lắm rồi nè. Thế bảo cho nên em thế hạn anh vứt đi hộ em. Rồi bây giờ hỏi nè, thường người ta nói đó, đi mà đi nhiều quá là sẽ bị hay quên. Dạ. Cô ấy có bị không? Con nặng trí chưa thẩm mỹ đã hay quên rồi. Chưa thẩm mỹ đã. Khả năng là cái số sinh ra là phải làm thẩm mỹ rồi. Là hay quên từ bẩm sinh rồi. Nhưng mà thẩm mỹ 8 mấy lần mà tính luôn mỗi là 8-9 lần đúng không? Không nhớ hết rồi. Chắc là càng ngày càng nặng đúng không? Vâng. Có giờ mà quên đi cái ngày kỷ niệm của hai đứa không? À không, cái đấy thì đa phần lại bị con bị quên. Con lại hay bị quên những cái ngày đấy. Rồi thôi bây giờ mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Con mong muốn thực ra thì cái con mong muốn ấy, thì trong thời gian qua vợ con đã tự thay đổi khá là nhiều rồi, bởi vì thực sự là trong cái giai đoạn khi mà vợ con là có một cái công nghiệp việc mới thì tự bản thân vợ con đã thay đổi rất nhiều, những cái gì kiểu nóng tính hay là cái sự chín chắn hơn. Cái người phụ nữ là con thấy là đối với con thì bây giờ là chuẩn chỉnh hơn rất nhiều rồi. Con không không mong muốn thay đổi điều gì nữa. Dạ, con mong muốn thì là để bớt nóng tính, bớt nóng tính lại, vẫn là bớt nóng tính, biết là lắng nghe chồng hơn. Theo chú nghĩ là cũng nên bớt đi. Dạ. Chứ nhiều khi nóng quá tác động vật lý cái túi mũi, cái lỗ mũi mình là bị còng, đụng vô cái gì cái động ra, trúng vô cái lỗ mũi mình cái còng, cái phải đi làm nữa, tốn tiền nữa, đúng không? Đó. Rồi giờ tới con đó Nhi. Con xin chia sẻ một chút là ngày trẻ thì là trẻ trâu ấy, hai vợ chồng trẻ trâu nên thế nha, từ lúc là cưới nhau trộm vía là ngoan hơn rất là nhiều, hai vợ chồng yêu thương nhau không tỉ thí bọc công nữa. Nhưng ngày xưa không hiểu tại sao mà cứ nhìn thấy cái mặt là chỉ muốn cho gọi là đòn. Thì con cũng đã từng bọn con còn đánh nhau mà chạy mất cả dép, chồng con chạy mất cả dép.
Phải biết giới hạn. Rất là nhiều nhiều câu chuyện rất là hài hước. Và con thì con chỉ con thì con thấy là chồng con có một cái tính xấu là vẫn vô tâm. Đàn ông mà vô tâm như kiểu à, con không biết là mọi người như nào nhưng con thấy là như bệnh chung hay sao? Như thế nào là vô tâm? Thì quên ngày quên giờ. Tức là những cái ngày đó nãy tự thú. Con thì con là người rất thích yêu kiểu nói hơi quá thì như phim thì không tất nhiên là không được như phim, nhưng con cũng muốn là thể hiện tình yêu một tí, nhưng chồng con lại là người thật quá. Nên là thật quá đôi khi hơi vô tâm. Và cái sự vô tâm của chồng con thì nó lại không hợp gu với con. Nên là đã từng có lúc con đòi ly dị chỉ vì là con thấy chồng con yêu không yêu con lắm. Nhưng chồng con lại nói là thật ra mỗi người một cách yêu. Cách yêu của anh thì là lo lắng và chăm sóc cho em. Anh không biết thể hiện thôi, nhưng mà thế này thế kia. Nhưng mà lúc đấy thì con không tin. Nhưng sau này con nhận ra rằng là đúng là như thế. Tức là tất cả mọi điều chồng con làm đằng sau con không kể cho con luôn. Và con rất cảm động vì là hóa ra là anh ấy còn làm những cái việc mà mình không biết. Anh ấy làm to lớn. To lớn. Thì lúc tức hồi là đời người yêu nhưng mà âm thầm hành động. Vâng, vâng, vâng ạ. Không thể hiện. Không thể hiện ạ. Con đúng là con cũng là người bị kiểu không thể hiện tình cảm giỏi, không biết thể hiện tình cảm và cũng hơi kiểu lý trí. Nhưng mà thực sự là như con cũng chia sẻ, như ví dụ như ngày xưa vợ chồng con có thể là có những cái giai đoạn mà đánh nhau hay là thủy tác động vật lý đấy, nhưng mà thực sự là cuộc tư duy con thay đổi từ khi mà con có hai bé gái. Đúng rồi. Thì con cảm thấy là thực sự đấy là con thay đổi rất nhiều từ khi mà con có hai bé gái, là bởi vì con muốn là ok sau này mình cũng muốn con gái của mình cũng được chồng quan tâm chăm sóc hơn. Thì con cũng là đấy, con cũng là luôn là cố gắng, nhưng mặc dù là mình vẫn không thể là cái người không tình cảm không có vô tâm, thì cố gắng thì cũng chỉ được khoảng 7 điểm thôi, chứ không phải là dụ người chuyên giỏi tình cảm năng khiếu thứ rồi người ta phải 9-10 điểm thì mình sẽ chỉ đạt đến. Bây giờ con là 7 điểm rồi đúng không? Dạ, con đấy rất tự đánh giá. Cô thấy cũng ok rồi. Vâng, bây giờ vợ chồng con là khá là dung hòa. Dạ. Tức là những cái gì con thay đổi và chồng con cũng thay đổi. Còn đôi khi vẫn bị con vẫn bị hơi để ý về vấn đề là ví dụ như là hai vợ chồng đi với nhau thì chồng con lúc nào đi đằng trước. Tức là chồng con bỏ quên con đằng sau luôn. Quên nắm tay luôn. Cô không nắm tay luôn. Đó thì con vô bảo tâm là đấy, vô tâm như vậy. Bây giờ cũng vậy luôn. Vâng. Rồi còn gì? Thỉnh thoảng vẫn quên như thế. Thật ra nó không phải vô tâm mà là hời hợt. Đấy. Nhưng mà ngược lại lại có những cái lại quan tâm lại kiểu khác, ví dụ như là không bao giờ để con phải chuẩn bị đồ ăn. Tức là trừ khi là con thích vào bếp con nấu. Còn nếu mà buổi tối mà đói thì chồng con luôn là người nấu mì, chồng con luôn là người gọt hoa quả và chồng con luôn là người làm tất cả mọi việc trong nhà. Ôi, thì trừ hao đi thì nên là bây giờ con cũng chấp nhận cái điều đấy. Đã thỉnh thoảng con cáu lên bảo anh không nhớ là em đi đằng sau à, mày dắt em đi các thứ chứ. À đấy, tức là có những cái nhỏ nhỏ như thế, nhưng mà đằng sau ở nhà lúc nào cũng chăm sóc vợ, tức là không bao giờ để vợ gặp con ở nhà thì trộm vía con không phải làm gì. Và chăm sóc con cái thì cũng có hỗ trợ của gia đình, tuy nhiên là anh là người trực tiếp dạy dỗ con cái. Thế thì con mong muốn chồng thay đổi điều gì? Thì coi mỗi cái tật xấu ấy thôi à. Đừng vô tâm. Bớt hời hợt. Tất từ từ, vô tâm hời hợt giống nhau. Còn cái gì nữa kể nốt. Chồng con mà thấy con hiền hơn một tí. Tức là nếu mà trong cùng một câu chuyện nha, nếu như mà chồng con nói một câu mà con em biết rồi, hay là con nhẹ nhàng, thì chồng con sẽ lại nói tiếp. Nhưng nếu mà chồng con một câu chuyện mà con nói em biết rồi, xong chồng con nói tiếp, con phản ứng luôn, con bảo tức là con căng hơn tí thì chồng con lại thôi. Thế tức là chồng con là mong bệnh là nếu là thấy con trùng thì chồng con lại nói nhiều. Nên con chỉ mong là thấy em biết rồi một cái là phải hiểu là biết rồi, tại vì tính con là cũng hơi ngang hơi bướng, nên là khi mà con đã gần như là con thay đổi như vậy thì con muốn chồng con ghi nhận luôn để đỡ phải mất công nói con nói lại nữa. Thế còn gì nữa không, hay là chỉ có bấy nhiêu thôi? Thật sự trong lòng con thì đối với con thì chồng con là một người khá là chuẩn chỉ. Hoàn hảo thì chắc chắn là không ai hoàn hảo, nhưng mà để mà với gia đình thì rất là yêu bố mẹ, yêu thương bố mẹ, yêu thương vợ, yêu thương con. Bây giờ theo con thì chồng con cần cái gì nữa thì sẽ thành hoàn hảo? Cần điều gì nữa? Trước đây thì có một lần vợ chồng con cũng suýt ly hôn chỉ vì là chồng con không, gần như là không đứng ở vị trí của vợ và cả để hiểu cái sự yêu thích của vợ. Tức là con là một người rất thích, nói thật là từ bé con thích làm diễn viên, ca sĩ. Con có một cái sự yêu nghệ thuật, nên là khi mà TikTok ra đời ấy, là con rất chăm quay TikTok. Nhưng con rủ chồng con không quay, chồng con nhất định không quay. Và chồng con cãi nhau với con, cãi nhau rồi hai vợ chồng cãi nhau, có những lúc cũng chuẩn bị bỏ nhau chỉ vì TikTok. Mà nếu mà hai lần bỏ nhau mà một lần vì thẩm mỹ, một lần vì TikTok thì quá buồn cười. Thế nên con bảo không có ai bỏ nhau được như vậy cả, nên là cố gắng, là không thể bỏ nhau được thì cố gắng quay TikTok đi. Vì đằng nào cũng không bỏ được nhau rồi thì cố gắng mà quay. Thì hồi đầu chồng con không quay đâu. Chồng con rất khó chịu. Tức là hồi đấy chồng con rất khó chịu về việc con quay TikTok rủ không quay. Và chồng con cứ làm việc thì con lại bê đèn, bê máy. Hôm con biểu diễn hàng sau lưng chồng con thì chồng con hỏi là em làm cái gì đấy. Thế mà là em quay TikTok mà chứ anh đã bảo anh không quay rồi, em cứ quay mà chứ em có quay anh đâu. Em quay em mà, em đứng đây em quay mà, còn anh ngồi đây là việc của anh. Tức là hiện tại là kênh TikTok của bọn con là cứ là chồng con ngồi làm việc, còn con đằng sau con nhảy nhoi nhoi. Nhoi nhoi.
không ai liên quan đến ai cả. Thế xong rồi về sau chồng con đang từ khó chịu, không thể nào mà chấp nhận được và không quen. Thì sau đấy anh ấy cũng đã thay đổi. Và anh hiểu, anh ấy thương vợ hơn, thấy vợ khổ quá. Thấy vợ cứ kiểu cứ kiên trì quá, tức là chồng con không quay, đấy là việc của chồng con. Còn con vẫn cứ, con cứ quay thôi. Con là rất là nhây và kiểu là làm là phải làm cho bằng được. Cái kiểu ví dụ như con bảo là con không thích quay TikTok vì con không biết diễn cái gì cả, thì vợ con cho con ngồi yên đấy luôn, không cần phải diễn gì cả. Đúng ngày xưa hồi mới cưới anh thấy bảo anh sợ chụp ảnh lắm, rồi anh không biết chụp ảnh, anh không biết diễn cái mặt gì cả. Là thiết kế cho con nguyên một bộ ảnh chỉ có quay lưng con, còn lại là chụp mặt vợ con. Không cần mặt của con luôn. Nhưng mà chú suy nghĩ nghe, ví dụ như con không thích quay dạ. Thì ví dụ như bà bê nguyên cái đèn tới bà quay thì con đứng lên con bỏ đi. Không, con cuối cùng đấy phải bỏ đi thì đâu thì bà lại cũng thích lắm nè. Bỏ đi thì bà lại đuổi theo đến cái nơi đấy đi thôi. Bỏ đi là thành cái nhau. Mà bây giờ chắc anh ấy cũng là một cái tiktoker luôn. Vâng, vâng ạ. Bây giờ thì chồng con lại được yêu thích hơn con. Ồ. Lên TikTok là thật ra bọn con không hot đến mức mà là TikToker đâu. Bọn con không nhận mình là TikToker. Vì bọn con làm TikTok là để cho happy thôi, cho cảm thấy cái cuộc sống nó vui vẻ. Đúng rồi. Văn nghệ một chút thôi, chứ con không quy đổi hay là không cái để làm cái đấy để làm kinh tế. Và con cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà mỗi lần hai vợ chồng quay xong rồi quay nhiều view, con tức là tỷ lệ con cảm thấy cái niềm vui mình giống như con yêu chồng con chỉ vì là đi qua nhà chồng con chẳng hạn. Thì đây ví dụ con yêu chồng con hơn cũng chỉ vì là nhiều team TikTok thì con yêu chồng con nhiều hơn nữa. Bạn bè con vẫn bảo là mày tên là Hạnh, mày tức là hạnh phúc mà sao anh xem TikTok của mày cho trông mày bất hạnh quá. Trông mắt kiểu đang để cam chịu rồi. Ở trên đấy mọi người gọi con là 3 phần bất lực 7 phần luông chiều. Mọi người đang phải đặt cho con cái biệt danh. Cái nét là khán giả là được. Mọi người lại thích cái nét đấy của con. Nếu mà con mà có thể vui vẻ là mọi người lại không quen thì sao? Mà chồng con từ lúc cảm nhận được cái sự ảnh hưởng của mình mang đến niềm vui cho người khác, là lúc đầu là không hiểu đâu. Lúc đầu nghĩ là xàm xí. Thế nhưng mà càng về sau càng thấy nhiều người là ôi nhìn xem clip của anh chị cảm thấy có niềm tin hơn trong hôn nhân, có động lực thế nọ đấy kia. Với cả thật sự là khi bọn con vào Sài Gòn, bọn con gặp được rất nhiều người nhận ra bọn con, chủ động ra. Thật sự là ở trong Sài Gòn mọi người rất dễ thương, người ra mọi người nhận ra, mọi người nói ôi em hay xem anh chị lắm. Thì cái điều đó thì bây giờ thì chồng con chắc là cảm nhận rõ rệt nhất. Chồng con cảm thấy là hóa ra mình cũng mang được niềm vui cho người khác. Thì khi đó chồng con mới nhận ra rằng là mình có giá trị. Một cái gì đấy giá trị hơn đối với cộng đồng. Chồng con bây giờ lại thành là thích hơn con. Thỉnh thoảng là hỏi là có quay gì không. Nhiều bạn trẻ cứ hỏi bảo là trông anh chị hạnh phúc thế rồi chia sẻ bí kíp đi, quyết đi. Nhưng mà thực sự là nó rất là một cái đấy. Không phải là có một công thức chung cho mọi người hạnh phúc. Nhưng mà mọi người cũng thấy là để mà có những cái giai đoạn, đối với con thì là chỉ có những cái giai đoạn hạnh phúc. Còn để mà có những giai đoạn mà con được hòa hợp như ngày hôm nay thì bọn con cũng đã phải trải qua rất là nhiều cãi vã, rồi cũng đơn ly dị, rồi tác động vật lý. Thực sự không thiếu một cái gì cả. Nhưng mà có một bài học mà con cũng ngộ ra trong cái giai đoạn mà bọn con yêu nhau, đó là ngày xưa thì con hay đối xử với vợ con theo cái cách mà con muốn, còn bây giờ thì mình hiểu là cái đấy thì mình không thể làm được, mà mình phải đối xử với người kia theo cái cách mà họ muốn. Ví dụ như mình nói chuyện với người ta tiếng người Trung Quốc thì tôi nói tiếng Trung với bạn thì người ta chúng ta sẽ mới hiểu được nhau, chứ để mà tìm ra cái ngôn ngữ chung thì nó không phải lúc nào cũng là hiệu quả. Thôi vậy là quá hay rồi. Thực ra mà nói á, khi mà con ngộ ra cái điều đó rồi á thì chắc chắn là tụi con không bao giờ có cái chuyện mà ghi cái tờ giấy ly dị. Nay là 14 năm rồi. Vâng. Sẽ còn là bao nhiêu? 54 năm nữa là bao nhiêu? 54 năm nữa là đám cưới vàng. Đúng, đúng không? Vâng. Năm đâu? Không cần 50 năm thôi. 50 năm nữa là 36 năm. 36 năm nữa là đám cưới vàng. Dạ. Chú hy vọng là các con là biết đâu chừng sẽ nắm tay nhau. Vâng. Đó sẽ đến mà gặp anh Quyền Linh chương trình trăm năm cho nên đó. Dạ. Không, cái chương trình của mình á cũng là đám cưới vàng à, comeback lại được. Dạ, đúng rồi. Thôi bây giờ hôm nay trước khi tạm biệt thì không biết rằng là con đã hạnh không biết là con có cái điều gì để mà dành tặng cho vợ mình trong cái dịp gọi là đặc biệt. Vâng. Thực ra đây đúng là một dịp đặc biệt trong cuộc đời của con, vì đây lần đầu tiên con được lên TV. Thì con cũng chuẩn bị cho vợ con một món quà. Biết chuẩn bị quà. Chú không hề biết luôn. Dạ. Tất cả mọi người không hề biết. Con không biết thật. Con cứ thoải mái. Đấy. Đứng lên luôn chứ. Đấy. Thì con có một món quà tặng cho vợ con. Ôi trời. Cho ngày hôm nay. Thì, ôi trời, con có. Em có thể mở luôn. Thế á. Ôi lúc nãy con thật sự nhá, đầu con cảm giác là con phải đi làm thám tử ấy. Con thấy nói chuyện gì dấm dui với chị biên tập, rồi con bảo là không sao đấy, có chuyện gì đấy. Thế con còn lúc chị vào phỏng vấn con bảo không hiểu hôm nay chồng em có cầu hôn em lại trước trên sân khấu không. Con còn nói thế. Có khi lại Rung kìa. Ôi không mở ra được anh. Ôi cái gì vậy? Đó không phải là một thứ gì to tát, nhưng thực sự đây là con tặng vợ con một thỏi son. Tại vì thực sự hôm nay nó là một ấn tượng đầu tiên là con được tham dự cái chương trình này, thì con cũng muốn giải mã là bọn con là cặp vợ chồng thì tặng vợ con một thỏi son để cho thành vợ chồng son. Đi thi vợ chồng son là cái lý do đầu tiên. Thứ hai thì son là bố con này là biểu tượng của phái đẹp. Đối với con thì con thấy là khi phụ nữ người ta tô son lên thì nó như là một samurai, người ta đã kiếm vào là người ta sẽ đi ra đường và
đấy là cái cuộc sống là bắt đầu là sống với cái vẻ đẹp. Và thứ ba là nó còn có sự là ý nghĩa là sự may mắn. Thì con muốn chúc cho vợ con là có sự may mắn và luôn xinh đẹp với cái và hạnh phúc và thành công trong cái công việc mới của vợ con. Xin cảm ơn. Trời ông chừng hồi bốc tâm chúng tưởng. Son nữa, 5 hộp son. Và cũng gửi thêm một ý nghĩa nữa là chúc cho hai đứa sẽ luôn hạnh phúc và luôn luôn yêu thương nhau. Và mãi mãi là sắc son nữa nha. Cảm ơn ạ. Mẹ con có thấy là bảo là chương trình là có chú Thuận là chương trình chọn cái tên rất là hay, vì có chú Thuận đây thì chắc chắn là sẽ thuận vợ thuận chồng, tắt biển Đông cũng cạn đấy ạ. Chú cảm ơn con. Cảm ơn con rất nhiều.